Vâng, xin được nhiệt chào đón tất cả các bạn đang xem video này. Tôi tên là Nguyễn Thư, là chuyên gia đào tạo về video và thiết kế hình ảnh. Ngày hôm nay tôi muốn tặng cho các bạn một món quà, đó là combo 5 khóa học rất là tuyệt vời, được thầy Võ Thành Long và ekip trong cộng đồng xây dựng ra để có thể giúp cho những người mới kinh doanh online, những người không biết gì về công nghệ, áp dụng những kiến thức đã học để trang bị cho mình những kiến thức về kinh doanh online và bán hàng hiệu quả hơn. Và các khóa học đó là gì? 5 khóa học đó là: thứ nhất, khóa học về làm video và thiết kế hình ảnh với chiếc điện thoại thông minh của các bạn có thể tự thiết kế hình ảnh và làm video rất là tuyệt vời. Thứ hai, đó là khóa học làm sao để chúng ta có thể kết bạn 5.000 bạn chất lượng trên Facebook và xây dựng content như thế nào. Khóa học thứ ba, đó là các bạn có thể tiếp cận khách hàng với những tuyệt chiêu trong Zalo năm 2020 giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thứ tư, đó là một khóa học rất tuyệt vời, chatbot tự động dành cho người mới, giúp cho các bạn tự động hóa hơn trong việc kinh doanh online, giúp bạn đi nhanh hơn và chăm sóc khách hàng tiềm năng tốt hơn. Và đặc biệt, khóa học thứ năm, đó là một khóa học giúp cho rất là nhiều anh chị em từ không dám vượt lên chính mình, không dám tự tin, không dám nói, các bạn đã tự tin sau 21 bài livestream, khóa học vượt lên chính mình, làm sao để chúng ta livestream tự tin hơn. Và rất là nhiều những anh chị em chuyên gia đào tạo đã ra đời từ khóa học này các bạn nhé. Vậy còn chần chờ gì nữa, các bạn đăng ký lên học để được học tất cả các khóa học, và đặc biệt là các khóa học được cầm tay chỉ việc trong nhóm kín Zalo và Facebook để cho các bạn có thể học và thực hành luôn với công việc kinh doanh online của mình. Thứ hai, đó là khóa học được khai giảng thường xuyên hàng tuần, nên các bạn hãy sắp xếp thời gian học từng khóa để chúng ta có thể trang bị cho mình những kiến thức về kinh doanh online. Và thứ ba, đó là các khóa học hoàn toàn là miễn phí, không phải đóng một chi phí nào mà chúng ta được học tại các khóa rất là tuyệt vời. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở các khóa học các bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.